TikToker chị ông địa hóa ra là nữ đại gia sở hữu siêu xe 60 tỷ. Nguyễn Thị Thu Trang hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của Tingo Group. Cô còn được biết đến với cái tên chị ông địa trên kênh TikToker triệu view của mình. Người phụ nữ U40 luôn phải khiến dân tình trầm trồ, suýt xoa với những màn chịu chơi có tiếng khi liên tục bóc giá, đập hộp đồ hàng hiệu. Tingo Group, hay công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tingo, là tập đoàn đầu tư trong ngành kinh doanh trực tuyến dựa trên nền tảng công nghệ số 4.0. Trong đội ngũ lãnh đạo của những công ty này có rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong giới nghệ sĩ như hoa hậu Hương Giang, diễn viên Nhã Phương, diễn viên Phan Minh Huyền, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. CEO Thu Trang là một trong những nữ đại gia ngầm sở hữu hàng loạt món đồ hiệu đắt tiền, hiếm có đến từ những nhà mốt xa xỉ trên khắp thế giới, chẳng hạn như những chiếc túi xách Hermes Birkin bạch tặng hay những chiếc đồng hồ kim cương Rolex Richard Mille có chiếc giá trị tới 13 tỷ. Cô còn từng dậy sóng cộng đồng mạng khi là người chốt mua căn penthouse khủng của Ngọc Trinh chỉ trong vòng 5 phút. Cô cũng từng có màn so kè kim cương với đoàn Di Băng trong dịp sinh nhật chào đón tuổi 34 của nữ đại gia quận 7 này. Được biết, chiếc nhẫn kim cương của hai nữ đại gia đều có giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ, hơn 23 tỷ đồng. Đầu năm 2022, cô còn chi ra 60 tỷ đồng để tậu chiếc siêu xe Rolls-Royce Cullinan Blackbird đang được xếp trong top những xe có mức giá cao nhất ở nước ta.